Hello, xin chào đón các bác những người nuôi ong mật nhá. Hôm trước thì giới thiệu với các bác cái vườn ong này. Có 60 đàn nhưng mà cũng tinh thần là hôm đấy thì cũng chỉ mới quay ở bên ngoài thôi các anh chị ạ. Các bác ạ. Hôm nay thì gọi là mở ruột review cho các bác nhé. Vì là quan trọng nhất là cái bộ lòng các anh chị ạ. Anh em ta thì nuôi ong thì cái quan trọng nhất nó phải là bộ lòng. Đấy. Con lợn nó có béo thì cỗ lòng nó mới ngon. Nhưng mà ở đây thì con ong thì báo cáo với các anh em các bác là con chúa nó có chuẩn thì bộ lòng nó mới đẹp được. Đấy các bác nhá. Đấy, cho nên là cho các bác xem bộ lòng của nó đây. Ong đang phát dục ong đực rồi nhá. Đây các anh chị này. Đấy. Bộ ruột của nó rất là đẹp luôn đấy các anh chị nhá. Hiện tại thì hôm đấy về 60 đầu nhưng mà bán 20 đàn rồi các anh chị nhá. Có một chú ở gần đây thì chú lấy cũng ra thích ong đẹp quá. Thế là lấy 20 đàn rồi. Thì thực ra là đây cũng là cái ong mà em gửi đi Hải Phòng các bác ạ. Cho nên là hôm nay thì thôi tiện chuyến là nếu mà anh em nào ở Hải Phòng, Hải Dương mà có cái ý định mà mua ong giống thì là em mở cái bộ ruột cho các anh xem nhá, cho nó thoải mái. Đây các anh chị ạ, ong đây này, ruột đẹp lắm. Ong này thì đang phát dục để bắt đầu đòi chia rồi các anh chị ạ. Cho nên là riêng cái món ong này thì nói chung là ong này về là anh em nào mà có cái nhu cầu làm giống mà chia thì rất là ok luôn các anh chị nhá. Ong thì chủ yếu là 3 với 4. Ở đây bây giờ thì như là 3 nhiều. Đấy. Đấy là nói về cái ong này nha các anh chị nhá. Mở thêm ra mọi người đàn nữa nhỉ. Xem có cái đàn nào nó tấp đập tí mở cho anh xem. Ui ong này chưa thèm gỡ gông được các anh chị. Đây cầu ngoài đây nha các bác nha. Đây này, cái này hôm trước về chưa kịp gỡ gông cho nên là nó cũng bị ép vào. Đây này, phẳng đét như cơm cháy luôn các anh chị nha. Ruột mê vỉ rất đẹp luôn. Đây các bác. Đấy. Giữa đây. Nói chung là rất là ok luôn nhé các anh chị nhé. Ong này thì nói luôn là 4 cầu nhộng chứ không phải là ấy đâu anh các anh chị ạ. Cho nên là các bác nào mà thật sự đang có cái nhu cầu về ong giống thì công khai đành gọi điện cho em các anh chị ạ. Thùng này thì là 120 nhé các anh chị nhé, nguyên cái thùng ấy. Thùng này là gỗ thông mới luôn các anh chị ạ. Tất nhiên nó là thùng ghép thôi. Nên giá của nó rẻ, có 120 thôi. Đàn này hơi yếu đây. Quân đủ quân rồi, đàn này nói chung là quân vừa. Ruột cũng rất đẹp luôn các anh chị ạ. Đấy, các bác nhìn này, ruột này. Cũng lên ong đực rồi.
Cái này nó nở rồi thì lại chuyển nó vào trong nha các bác nhá. Rồi nuôi ong thì anh em ta nên chịu khó để đảo cầu nó đi tí để cho con ong nó, khi nó nở thì mình, nó vít rộng thì mình đưa nó ra ngoài, còn nó nở thì mình lại đưa nó vào trong các bạn. Đây này, đàn này không biết nào nhưng mà hình như có thấy làm chúa này. Đàn này hình như mất. Chưa nhìn thấy chúa đâu các bạn. Thấy cơi một cái mũ này này. Đàn này bị mất chúa các anh ạ. Đây này, phên bỉ đẹp lắm mọi người nhá. Đây này các bác ơi. Đấy. Bắt đầu dạy ông đực lên rồi. Nói chung là ong này thì cũng nói thật luôn với anh em là nếu mà nó nở bốn vỉ này ra nữa thì quân thì vô tội vạ luôn các anh chị ạ. Thế còn nếu mà hiện tại như bây giờ thì quân cũng chuẩn đấy. Bắt đầu hôm nay nó rét, nó lạnh cho nên nó cũng ra, nhưng mà cũng ra vách ngăn rồi các bạn, tràn vách ngăn rồi. Đây, xì mèo xì miếc rồi xây. Ông này nếu mà bây giờ mà lao cầu phát xây luôn này các anh chị này. Đẻ vuông hết cả. Ê, các bác nhìn xem. Đẻ vuông hết cả luôn nhá, kịch ra đi tới ngoài này luôn các bác này. Đấy. Cơi mặt rất ổn luôn. Hiện thì chỗ này còn 40 đầu nha các bác nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì ới cho em nhá. Em mở ruột cho các bác xem rồi đấy. Tất nhiên là nếu mà anh em nào ở gần thì ra xem ruột, xem thực tế đàn nào đẹp thì lấy anh các bác. Còn đàn nào mà xấu thì để lại. Quan điểm rất là thoải mái. Được chọn tẹt ga thôi. Anh em nào mà cứ ở gần, các bác nào ở gần thì là cứ ra chọn rồi nha các bác nhá. Thì hôm nay chỉ làm cái ngắn gọn như thế thôi. Xin gửi lời chào đến các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo.